Hello, xin chào mọi người, đến với The Binding of Undertale. Đây là một một cái mod của cái The Binding of Isaac Afterbirth. Mình vừa chơi xong Undertale, mình nghĩ mình sẽ chơi thử cái mod pack này xem cái mod này xem như thế nào. Đây là cái save file mình chơi ban đầu. Cái save file của mình để mình chơi mình thử. Còn cái này là save file mình chơi lúc mình quay hai cái tập Undertale trước. Thì mình nghĩ là cái này mình sẽ làm cái save file riêng. Đây là normal version thì mình có Asgore, San, Metaton, Tori, El, Papyrus, Mad Dummy, nhiều thứ phết nhỉ. Mình cần làm sao để mình unlock Asgore bằng 7 team trở lên này, 55 tiền này. Cái này thì chỉ bị lock thôi, mình không biết làm sao để mở được. Toriel thì không nhặt team 2 tầng rồi. Đánh 2 level mà không bị damage à? Ok. Chúng ta bắt đầu freeze. Đây là gọi là cơ bản nhất. Mình có nút Mercy. Nó trông ghi hệt cái The Ruin ở trong game Undertale. Nếu mà mình xin lỗi cho giọng này mình nó hơi ốm tại vì trời nó khá là lạnh. Cái gì này? Feel balance. Mình không rõ cái đấy giúp mình cái gì, nhưng mà mình nghĩ là nó phá cái gì của mình rồi. Oh shit. Oh god why. Mình ghét cái con này ở chỗ là giết xong thì nó cứ bị phân. Cũng may là mình phải giết từng cái con này trước mà chứ nhờn. Fuck you. Rồi. Sao? Ok. Mặt con Flowey ở trên đấy. Fuck. Mọi người nghĩ mình chỉ làm cái này là một tập thôi, gọi cho mọi người xem hay ho không. Thì nếu mọi người thích thì bảo mình nói là có cái gì đấy, ví dụ 1000 like chẳng hạn, câu like. Và nếu mà được tầm khoảng đấy thì mình sẽ làm một series của cái mod này luôn, tức là mình sẽ unlock các con đánh chùm các kiểu là điều đấy. Đó, mà mọi người thấy thích. Nhưng mà thế đồng nghĩa với thêm game 2D, và những bạn thích xem game 3D có phải không ổn lắm. Nhưng mà không sao. Thì mình sẽ cố gắng chèn mấy game 3D vào, như kiểu game Sniper Elite Zombie mình mới mua. Mình sẽ chơi. Ok, xem nào. Xem xung quanh đây có cái gì không. Mình có bỏ lỡ cái viên đá đánh dấu rồi không? Trước có bỏ mấy viên thôi mà nhiều bạn kêu loạn rồi. Có vẻ là không. Có vẻ là Libra nó không trả cho mình gì mấy nhỉ. Duke of Fly. Mình rất xin lỗi. Vì lý do gì đấy mà hôm nay mũi mình nó bị tắc khó chịu quá. Oh shit me. Sao có vẻ da mình to nhỉ? Hay là mình có cảm giác như vậy? Oh. Tiêu. Nhạc của Undertale luôn rồi. Shit. Fuck. God. Ok khá. Nó có cái tiếng Undertale luôn. Mình nghĩ mình sẽ phải tăng. What the fuck. What? Tầng 1 á? Ok, tầng 1 các ông cho tôi cái đấy thì cũng ổn thôi, tôi cũng không thắc mắc gì lắm đâu. What the fuck? Cho mình cái pentagram mới sợ. Tiêu. Phải chưa? Tầng 1 đã cho pentagram thì thế nào đấy? Ok, ổn thôi. Fuck me. Ây dồi, fuck. God damn it. Mình ấn nhầm quả. Nice. Đồ khốn nạn. Thế là mình không được đi vô điều rồi. Ê, mày ghét. Sao nó bắn? Nó bắn cái này nó bắn mình cứ tưởng nó bắn qua đá. Fuck you. Phí máu ở chỗ này quá. Ôi giờ mình chỉ cần ấn cái nút đấy thôi.
tao ghét mày, tao ghét mày, tao ghét mày vãi. Mình đang suy nghĩ chuyện vào kia tại vì mình có nhiều chìa khóa mà. Sao mình có nhiều chìa khóa thế? Cái này là sao? Không rõ cái 6 này là gì nhưng mà ok. Cái gì đấy? Mình có cái này á? What the fuck? Holy shit. Bạn nước mắt điều khiển và cái con tut shot. Cái này thì nó không ảnh hưởng mình lắm. Cái này thì phải mình phải có cái cơ. Phải có nước mắt bình thường cơ còn. Nhưng mà thế này cũng ổn thôi. Khá là ổn thôi hiểu không? Không có vấn đề gì hết. What? À nó đổi cho nó đổi cả cái nút mercy của mình rồi. Không sao cả. Cái này được, cái này quá xứng đáng luôn đi. Oh shit, oh fuck, oh nope, nope. Ôi nhưng mà mình có lá chắn. Cái lá chắn đấy hồi mỗi phòng ấy nào. Không rõ lắm. Giá mình được cái nước mắt to to tí. Bao nhiêu tiền này? Không phải nhiều tiền đấy. Nhiều tiền vãi. Oh shit. Cái phòng này à? Mặc dù mắt nước mắt mình khá là mạnh mình, nhưng mà mình mất tiền pentagram khá là tiếc. Pentagram được tăng đam các kiểu. Không sao cả. Không sao cả. Mình thế sẽ ổn. Để xem nào. Yep, đam mình vẫn thế. Thế chả sao. Ok, ổn ổn thôi. Rất là ổn thôi. Con này là ăn mất tim của mình. Đồ con lợn. Mình có nên vào trong kia không? Tại vì mình khá là nhiều chìa khóa lẫn tiền. Fuck you. Mình nên để dành tiền. Mắt nước mắt to thế. Mắt nước mắt tiền to thế. The fuck. Rõ lắm. Tự nhiên nó mắt mình to lại. Monstro à? Thế thì mày chết tao rồi. Riêng mày luôn. Đồ tao lại đang xịn nữa chứ. Nhưng mà mình chỉ tiếc là mình mất gọi là mất máu từ lúc đầu, có khi mình sẽ không đi vô điều. Khá là buồn. Đi vô điều thường đồ nhiều đồ xịn lắm. Ok. Đi vô điều đi. Fuck. Không được. Vì nhạc kiểu gì nghe kinh đấy. Con này thì nó cứ nhặt team cho mình không đủ thì nó sẽ cho mình một cái sâu hớt khá là ổn. Snowdin ấy. Snowdin mà. What the fuck. Giết cho bò dai gặp tao cái. Cái gì đây? Cái thứ gì đây? Ok, ổn. Nhưng mà việc được pentagram từ từ đầu rất là lạ. Hay là chỉ trong afterbirth thì nó mới thế. Mình đang rất là muốn vào trong kia nhưng mà mình có nhiều bom mà. Sao mình có nhiều bom thế nhỉ? Úi dồi ôi. Hay đấy nhở. Bom của mình nổ ra nước mắt à? Do nhờ cái random kia đấy à? No. Fuck. Con kia là hồi sinh lại được rồi. Ok. Mày thế có cái lá chắn. Nè. May có cái lá chắn. Đấy, nó cho mình cái sâu hơn nữa. Oh fuck. May quá, mình có cái lá chắn. Đừng có chạy nữa, đừng có lận. Đồ con fuck you. Nếu mà mọi người bảo mình làm series chắc mình sẽ làm fake cam. Cái series tại vì mình shit. Fuck off. Mình vẫn có được cái lá chắn đấy nhưng mà được cái random ra được cái lá chắn thiên thần thì mình cũng thấy lạ thật. What the fuck. Sao mày có thể làm được điều đấy? Gì vậy? Lay waste ở cái này hay đấy. Cái này kiểu gặp phòng nào đông cho phát như thế này chẳng hạn. Đấy, xong. mình chưa thấy cái phòng cửa vàng đâu. Thế thì phải tí nữa phải đi tìm. Không phải tí nữa mà bây giờ mình phải đi tìm. Không thấy tim đâu cả. Thì con kia nó không nhặt tim. Ây. Đây chỗ này có tim. Chỗ này có tim. Nhặt tim. Chỗ này có tim. Đây nhặt tim đi. Nhặt đi. Nhặt. Rồi. Nó cứ nhặt cho mình. Fuck. Mình muốn vào lấy cái chìa khóa kia nhưng mà thôi, không xứng đáng có lắm. No. Fuck off. Nhờn tao. Mình phải cố gắng tiết kiệm tiền để mình unlock được san. Còn cái nước mắt này khá là tiện. Đây. Kiểu.
Nhơn ớt con này khỏe đấy. Này, bắn tao đi. Bắn tao đi please. Mà ra. Bắn này. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, nhặt đi, nhặt đi nhặt. Đúng rồi đấy. Nhặt cái này nữa. Nhặt cái này nữa. Chết 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 chết. Rồi đấy. Rồi, trong này có gì à? Cái này à? Để mà nói thì cái này nó không tệ. Yeah. Nó có tỷ lệ nhấp nháy. Thôi kệ cái này đi vì cái nước mắt này cũng khá là ổn. Ổn rồi. Bây giờ mình đi nốt hai cái phòng này xem có cái gì hot trong này không. Oh fuck me. Thực ra thì mình đi phòng vàng rồi. Hey, không. Thì shit. No. Đồ con run. Mình đi phòng vàng rồi. Lấy những cái thứ cần thiết rồi. Nghĩ là mình sẽ cần đi mấy chỗ như thế này. Nhưng mà thôi kệ, cứ đi cho nó đầy đủ. Fuck me. Rồi. Thế này mà tí nữa mình bỏ lỡ đấy. What the fuck. Mình còn đi vào đây không kìa. Thừa chìa khóa mà. Thôi để dành tiền. Để dành tiền. Thừa chìa khóa. Nhưng mà thôi để dành tiền. Chìa khóa trong kia mình không lấy được. Bây giờ cái phòng boss ở phía bên trên này đúng không nhỉ? Mình rất xin lỗi vì hôm nay mình phải nói cái kiểu giọng kiểu nhẹ nhàng trầm cảm như thế này. Trầm lắng cái gì vậy. Nhưng mà bố mình đang ngủ. Mình nói có phát là có chuyện. Ôi con này thì hay quá nhỉ. Thế này tuyệt vời quá nhỉ. Ta chả là giờ việc của ta chỉ là né mày thôi mà. Ê. Yeah, easy game, easy life. Hay vậy. Oh fuck. Mình chỉ có việc né thôi đấy. Nhưng mà mình không làm được. Rất buồn. Oh. Dead. Fucking dead. Get fucking wrecked. Nhơn. Đây rồi, đi vô điêu đây rồi. Yeah, Lazarus. Đã lóc Lazarus đã sao. Oh fuck. Tao sẽ lấy. Xin up. Ok. Tại vì đằng nào mình xuống kia mình cũng được team nữa. Thế nên là việc bỏ một team này cũng khá là ổn. Rồi. Yeah. Snow team. Yeah. Hai team. Nhưng mày không được vào đây vì lý do gì đấy. Mình muốn vào đây. Chứ sao. Oh fuck me. Ok. Ngon lành. Chúng mày không. Mình kiểu mình cảm giác mình upset kiểu quái ấy nhỉ. Con kia. Cả mày nữa. Được. Con run. Và con run đen này nó khác cái con run trắng ở bản cũ. You don't say. Nó màu đen, một con màu đen, màu trắng. Nhưng mà oh fuck. Ê, sao kia, cái của mình nó to thế. Tự nhiên. Oh no. Cái gì kia, cái gì đây. What the fuck. Không. Sao nó đuổi theo mình. Ha. Không hiểu gì cả. Hey, sao nó đuổi theo mình. Oh. Mình cứ tưởng cái gì hóa ra là nó là con ruồi. Ê. Ở đâu ra con ruồi đấy. Yeah, có con ruồi đấy, khó hiểu vậy. Xin cái này mà. Ấy, ngon. Tốt rồi. Chứ mà mình vẫn chưa hiểu sao mình được con ruồi, mình giết cái gì mà được con ruồi đấy. Ew. Úi giời, dead. Trời sao. Mà lại cảnh đạo. Mà mình còn có được cái heal up nữa chứ. Có. Sao cái lượt đi này có vẻ ổn đấy nhỉ. Hay là do mình chơi cái Afterbirth thì mình thấy nó dễ hơn nhỉ vậy. Ổn vãi cả ra chứ. Kê còn xếp mới cơ. Xếp mới chứ không phải xếp cũ cơ. Mà dễ hơn cái gọi là cái nói chung là cái phần cũ. Lúc chưa cài cái DLC vào rất là nhiều. Khó hiểu. Rebirth, đúng rồi, Rebirth, gọi là Rebirth. Ok, Mega Fatty. Piu, 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 piu.
mình chưa vào phòng vàng đúng không nhỉ? Chết tôi rồi. Oh, oh shit, oh shit, oh fuck, oh 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 oh. No, có thể nhảy nhanh thế. Ôi trời ơi, may quá mới mất lá chắn thôi. Có thể nhảy nhanh thế, tự nhiên không biết qua ơi đấy. Fuck you. No, fine. What the fuck, nó nhảy kiểu teleport ngay lập tức. Chết đi, chết đi. Hay quá, hay quá. Oh, tu. Mình có 4 team, mình vừa ăn được cái gì đấy. Mình sẽ vào đây. Oh. Tiêu. Mình sẽ lấy cái này. Scary. Ôi trông kinh thế. What the fuck. Mình làm gì đây? What. Từ đã mình sẽ xem bản đồ. Mình đã đi tìm phòng, chưa kiếm phòng vàng. Ok. Kinh thế. Cái gì đây trông kinh này. Mình thành con ma này. Bây giờ thì cái phòng vàng ở đâu mình phải quay lại mình lấy cái đồ của mình. Mình chưa đi sang phía bên. Oh. Cái nước mắt này thì được cái là nó đi được xuyên qua địa hình nhưng mà nó chỉ gọi là có tác dụng khi mà mình dùng mắt thường ấy, cái dùng cái nước mắt bắn ấy, còn cái nước mắt điều khiển cái này thì nó thật sự là không được cái gì đó lắm. Úi dồi, nước mắt to thế. Ấp, chả còn gì đây nữa. Mình có 2 con rồi à? Ít thế. Tưởng được nhiều tí. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống tầng tiếp theo. Sao lượt run này ổn thế nhỉ? Thế trước giờ mình đi chả mấy khi được mấy cái lượt run ổn này đâu nhá. Lần nào đi cũng chết vì khổ. Ồ, giờ mình bay được. Ê, tính cả rồi. Ê, tu. Rồi, cơ sở blind á. Giờ mình sẽ không nhìn được cái đồ mình lấy. Ui dồi ôi. What the fuck. Mình chỉ thấy là mình vừa gọi là nấu chảy của nó luôn chứ không phải là giết của nó nữa. Cái đam ở đâu ra đấy. Ê, giờ khi mình vào phòng kia cũng chả sao nhá, kiểu muốn đánh nhau ở trong này cũng được rồi nhưng mà mình cảm thấy nó không đáng. Thực ra đáng ấy, tí nữa mình vào sau. Mình chuyển đi cái tầng này mà mình không bị cái gì thì mà với cái nước mắt thì khó bị cái gì á. No, please. Vừa nói xong câu tí nữa bị ăn đòn. Nhặt đi em. Đấy, ngoan ấy. Ôi giời, last. Mình đứng trong này nó có vào đâu nhỉ? Yep, nó bị kẹt. Nhờ. Đi đây. Infested. Hey, chìa khóa và bom. Nice. Ổn nhờ. Chưa thấy một cái đồ gì phế vật trong cái lượt run này luôn. Khá là lạ. Ôi dồi, xịt đen. Ok, mình đang cần tiền cho nên mình sẽ phải phá mấy cục xịt rồi ra. Đấy, mấy cục xịt này dễ có tiền lắm. Đấy. Ôi dồi mà. Thôi đừng đi về với tao. Con này khỏe cực. Con này khỏe cực quân thể. Điều cái nó không ra cái chỗ mình được. Ê. C. Bây giờ thì mình vào đây. What the fuck. Có gì đây. Oh. Ok. Thực ra nó sẽ rất là ổn nếu mà mình có cái chống bom nhưng mà mình không có nên là sẽ rất là tệ nếu mà mình sử dụng. Trừ khi mình sử dụng xong mình có thể né được hết tất cả các bom mà nó rơi xuống đầu. Thế nên là mong là mình có thể. Oh shit man, nigga. Oh, nó giết mình. Chúng nó đang đâm đầu mặt nhau. Lấy cái kia cho tao xấu hơn nữa nào. Lấy. Ngon. Có cho mình black hơn luôn à? Ok. Ổn thôi, tao không thắc mắc. Rất là ổn. Mình cần tiền, mình cần rất là nhiều tiền. Như là lấy cái này hộ tao. Lấy cái này đi. What? Fuse cutter. Ok, cho mình phun máu ấy. Chính thức phun máu. Flantusian. Hay quá nhỉ, cho mình mấy con ruồi nữa. Ơ sao? Ruồi là ruồi thường. Oh no. Low. Ok, nhờn cả này nữa. Trong cái mod này nó lấy tất
cả những cái nhạc của game Undertale thì đó. Oh fuck me. Làm ơn đừng 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 shit. Vẫn còn nữa. Đấy. Hè. Mà ít tiền nhỉ. Oh dead. Oh dead. Oh dead. Oh dead. Rồi. Đấy lấy đi. Quáp mình có vẻ thiếu tiền nhờ. Kiến thức của cái cây là gì nhỉ? Mình thử đặt bom đây xem nào. Quáp. Hạt hạt phải công nhận là cái hạt nước mắt rất là to. To phách thật đấy. Nếu khi mình đặt bom mình giết chùm cũng được. Thiếu tiền quá nhỉ. Mình cần bao nhiêu tiền để unlock 55 đồng cơ. 55 đồng mới unlock được san. Mình muốn chơi là san cơ. What the fuck is this? Fuck you. Tiêu 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 tiêu. Mình chả cần phải làm gì. Dead. Dead luôn. Mình chả cần làm một cái gì cả luôn. Và mình cũng à mình bị mù. Glow hormone à. Ngon. Nhưng mà mình lại không được gặp con Flowey đấy. Đây là gì? Water. Mình có thể vào đây. Tiếp 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 tiếp. Oh. À, mình không nghĩ mình kiếm tiền được một cách này. Khó nhỉ. Quá, mình phải kiếm tiền một cách khác rồi. Nope. Oh shit. Fuck me. Ok. Ôi chìa khóa đây. Chìa khóa này thì mình có thể. Oh god why. No. Làm ơn đừng đụng vào tao. Tao ghét chúng mày, làm tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra. Có này mình phải đánh từ phía sau. Ok. Nhưng mà có cái điều khiển, có cái mắt, nước mắt điều khiển này, này. Mọi thứ rất là ổn. Ê. Nhiều bom vậy. Giá mà các cậu cho tờ tiền cũng được nhiều như thế. Stompy à? Ơi, mình không cần cái này. Ồ, mình không cần cái này lắm. Đấy là lý do tại sao. Vì đôi khi mình dẫm vào rất là không ổn. Chả có gì trong này cả. Quáp. Quáp. Trong này cũng chả có gì hơn. Cái này là phòng hiến tội quái gì. Mình là ma, mình không dẫm lên mặt đất thì làm sao? Oh. Mình giết chúng nó trong trạng thái tàng hình luôn. What the fuck? Ác quá. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm như thế này. À, mình sẽ phá mấy cái lửa này và mong là nó có cái gì thì rơi ra. Như tiền nhường họ. Làm ơn cho tao tiền được không? Tao thiếu tiền quá. What? Ok, fuck. Ôi, sợ rồi. Ê, nào. Đừng có đụng vào người tôi, please. Please, please, đâu rồi? Rơi đâu rồi, rơi đi. Úi dồi ôi. Cái tay xương. What? Cái này mới á. Trước mình cũng không thấy đâu nhá. Sao lại là tay xương? Cái này mới đấy. Oh shit, oh shit, oh shit, oh fuck. Giết rồi. Ngon. Dạ. À, cái này chả có gì cả. Lại là ma thì mình ghét lúc này dạ. Fuck you. Rồi, chết rồi. Nice. Bom tiếp, nhiều bom thế. Ồ, ra đến chỗ chùm mình này. Mình cần 55 đồng vàng. Tại sao? Tôi chỉ cần 55 đồng vàng thôi mà. Khó vậy. Nó đánh dấu đây này. Nhưng mà mình không nhìn thấy. Đánh dấu nhỏ thế. Đánh dấu nhỏ thế sao mà nhìn. God, why? Hay why? Ê. What? Ít mình cần tiền nhưng mình không có thấy tiền ở đâu cả. Ow, đụng vào đấy. Tại sao mình đụng vào đấy? Tại vì mình là Khánh. Khánh rất là chơi game rất giỏi. Thế nên là Khánh đụng vào đấy ấy. Kinh không. Fuck me. Không có đánh dấu. Mình cần một cần 55 đồng thôi khó thế à? Fuck me. Lại là mày. Ê, kinh quá, 42 đồng rồi. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất đấy là tiêu 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 tiêu. Rồi, chỉ có ăn may thôi. Tiêu 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 tiêu. Fuck you. Tao nói thật đấy, tao ghét mày lắm ấy. Thôi, chuyển máu nhân đạo về.
Ít tiền vãi. Ít tiền vãi. Oh, ít tiền vãi. What the fuck is it? Cảm ơn. Oh, fuck. Chụp. Infested. Máu đây. Con lợn kia nó ăn của mình rồi. Cái gì đây? No. Oh fuck. Còn thiếu hai đồng nữa. Oh my god, mày chơi tao đây à? Oh, một đồng nữa. Bây giờ mình phải kiếm ở đâu ra một đồng nữa đây? Mình chỉ cần có 55 đồng thôi, một đồng nữa thôi là được rồi. Nhưng cái vấn đề là kiếm ở đâu ra? Vào shop. Xong là giết. Ồ đúng rồi, đúng rồi, vào shop. Tại sao mình không kia ra sớm hơn? Oh my god. Ô, mày đùa tao. Ồ, grit không sao. Grit này cũng sao, rơi ra tiền. Làm ơn mày rơi ra tiền giúp tao đi. Hay quá nhở. Yes. Fuck yes. Oh my god. Hay quá. Nếu mọi người không biết thì Ken ở trong cái này, cái mod pack này thì, à cái mod này là con sàn ấy. Ai da. Ui xồi. Đây, bom cho chúng bay đấy. Oh shit. À ha. Mình có cái mắt này mình không cần dùng. Nhiều mắt, à nhiều bom ấy. À, Lucky Rock à. Ok, ổn thôi. Oh fuck. Cái gì đây? Ai sợ. Ai ôi, khiếp lắm, giật cả mình. Nhìn căng thẳng ấy. Nó tin mình đấy. Mày chơi tao đấy. The fuck. Cái này là không, mình không chủ động được. Oh fuck. Nó đâu rồi? Isaac. Hay quá nhỉ. Nice. His mother. Cái này vẫn thế. With the desire to serve her god was bearing down on Isaac. Okay. My lord, I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. Okay. But just as he accepted his fate, God intervened. Okay, cái này mình bắt buộc phải xem những circuit above to stop his mother's hand. Có vẻ mình unlock khá là nhiều nhân vật mới như kiểu Lazarus, Cain, nhưng mà tí nữa nó sẽ phải khác. Tereo. Boom. Thế nào? Sẽ unlock được cái gì nào? Mình unlock được The Womb này. Tiêu. Have a hood. Friday. Onan Sochik. Guardian này. Horseman Alus. Xong mấy thứ vẩn vẩn này. Ok. Để xem nào, new run mà. Yep, mình unlock được San này. Mình unlock được Undyne này. Yep, mình unlock được 3 nhân vật. À, 2 nhân vật nữa. Mình muốn unlock Metaton. Nhưng mà làm sao mình unlock Metaton? How to unlock Metaton, please. Asgore, Toriel, Papyrus. Hai level mà không bị làm sao cả. Hay đấy. Ok. Unlock by making 3 deal with the devil in one game. Ok. Gaster, mình có thể unlock Raster nhưng mà nó cũng lock cực luôn. Random thì chịu. Asgore này. Ok. Vậy là mình vừa cho mọi người vừa xem xong Binding of Undertale. Nếu mà mọi người thích cái mình làm thành series rồi thì mọi người cho mình cái comment hoặc là like cho mình để mình biết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau. Mình goodbye. Bắt mình ký luôn. Tập thể racing lúc này á. Châu Á còn ra là bắt ký. Châu Á. Oh, một ngoài. Howdy, xin chào, tôi là Flowey. Cloudy, tôi đến trời đất này phải không? Hay quá. À.